Có rất nhiều video ghi lại cuộc thẩm vấn con người. Nhưng bạn đã từng thấy video thẩm vấn người ngoài hành tinh chưa? Hãy cùng Hải Anh khám phá nha! Trong video, người ngoài hành tinh đã bị quân đội Mỹ bắt giữ và đã có một cuộc trao đổi kéo dài đến 15 phút nói về cách con người ra đời, nguồn gốc thực sự của vũ trụ và nơi mà chúng ta đi sau khi chết và nhiều hơn nữa. Người ngoài hành tinh nói rằng, những điều này con người không thể chấp nhận được, nhưng dưới sức ép của nhà thẩm vấn, anh ta cuối cùng đã buộc phải tiết lộ tất cả. Nội dung đó đã lật đổ niềm tin của nhiều người. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cùng với Shin Su-en đi xem nội dung mà người ngoài hành tinh đã nói làm cho người ta bàng hoàng thế nào. Nội dung của tập này chưa được xác nhận. Xin mời các bạn xem một cách có lý trí. Từ đầu bản báo cáo chúng ta có thể biết rằng video này thực sự có nền tảng câu chuyện khá thực tế với tiêu đề là dự án sách màu. Thực tế đó là một dự án nghiên cứu được thành lập đặc biệt bởi quân đội Mỹ để điều tra các vật thể bay không xác định. Thời gian từ năm 1952 đến năm 1969 và năm báo cáo là năm 1964. Dưới đây là Trung tâm Tình báo Kỹ thuật Hàng không. Mỹ cũng thực sự có một bộ phận như vậy. Và người ngoài hành tinh được thẩm vấn, được gọi là một B-13. Nhà thẩm vấn hỏi bạn đến từ đâu? Đúng, được rồi, bạn đã nói rằng bạn đã đi hàng ngàn năm ánh sáng để đến đây. Xến thở dài một cái không hy vọng. Nhưng người ngoài hành tinh đã từng nói rằng anh ta đã đi qua hàng nghìn năm ánh sáng để đến trái đất, nhưng bây giờ lại nói rằng anh ta đến từ trái đất. Đối diện với sự nghi ngờ của nhà thẩm vấn, người ngoài hành tinh nói rằng đó là sự thật. Anh ta đến từ tương lai của loài người. Chỉ cần điều chỉnh sự bất đồng giữa hai không gian thì bạn có thể quay lại quá khứ. Và người ngoài hành tinh nhỏ là hậu duệ của loài người, là kết quả của quá trình tiến hóa của loài người qua nhiều năm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra để tạo ra sự thay đổi lớn như vậy? Người ngoài hành tinh nói rằng đó là do chiến tranh hạt nhân. Nhiều người trên trái đất đã chết trong chiến tranh và chỉ có một số ít may mắn sống sót. Nhưng sau đó lại bị ảnh hưởng bởi phóng xạ hạt nhân. Sau đó họ bị ảnh hưởng bởi tia hạt nhân. Bề ngoài của con người đã trải qua sự thay đổi lớn lao. Về người khởi xướng cuộc chiến tranh hạt nhân, người ngoài hành tinh cũng đã trả lời. Trước tiên hãy xem mục đích của anh ta khi trở về năm 1964. Đó là để quan sát và tìm kiếm bằng chứng. Vì bằng chứng đã bị hủy bỏ, quan sát và bằng chứng ở đây vì đều không giải thích. Nhưng trong một truyền thuyết đồ thị khác, trong cuộc phỏng vấn với người ngoài hành tinh, có thể tìm thấy câu trả lời tương ứng. Theo truyền thuyết, việc tiếp xúc giữa người ngoài hành tinh và loài người là bị cấm. Họ chỉ quan sát chúng ta lặng lẽ. Đặc biệt sau khi quả bom nguyên tử đầu tiên nổ, sự quan tâm này trở nên ngày càng thường xuyên hơn. Sau cùng, vũ khí hạt nhân là biểu hiện của sự phát triển văn minh, phát ra một tín hiệu nguy hiểm cho thế giới bên ngoài. Quay trở lại chủ đề, nhà thẩm vấn hỏi liệu vũ trụ có được tạo ra không? Người ngoài hành tinh nói có, nhưng người sáng tạo không phải là thần. Được đề cập bởi mọi người, họ đã tiến hóa qua giai đoạn không còn mê tín nữa và không cần thiết phải có thần thần thoại. Câu nói này đại diện cho khả năng vũ trụ và cuộc sống có thể đã được tạo ra ngẫu nhiên, và cái chết là một khái niệm do con người tự tạo ra. Thực ra cái chết không tồn tại. Anh em hoặc họ, bao gồm tất cả các loài, cũng chỉ là một cuộc sống duy nhất, nhưng đã bị chia cắt bởi cái chết. Chúng ta đang trải qua cuộc sống của nhau. Cái chết chỉ là sự khác biệt về thân thể và sức mạnh của cuộc sống. Hiện tại vũ trụ mà chúng ta sống là một bản tổng hợp của các khái niệm. Mỗi khái niệm có thể tạo ra một thực thể, giống như bộ nhớ bị lấp đầy để đảm bảo bộ nhớ luôn đủ. Nhà thẩm vấn có lẽ không hiểu câu trả lời này, tiếp tục hỏi ai đã tạo ra vũ trụ, tại sao nó có thể được tạo ra hoàn hảo như vậy. Anh ta nói rằng vũ trụ tồn tại với số lượng vô hạn. Mỗi vũ trụ có tính chất vật lý khác nhau, hầu hết không thể hỗ trợ sự tồn tại của cuộc sống. Chỉ có rằng chúng ta vũ trụ này thích hợp cho sự tồn tại của cuộc sống. Và đó là tất cả người ngoài hành tinh có thể muốn nói. Chúng ta không được tạo ra bởi ai đó. Sự xuất hiện của cuộc sống chỉ là một sự tình cờ. Điều này trùng khớp với quan điểm của nhiều nhà khoa học. Hiện nay, hướng dẫn viên hỏi chúng tôi tại sao thế giới bị phá hủy bởi chiến tranh hạt nhân. Người ngoài hành tinh nói là do tín ngưỡng. Tín ngưỡng là các quy tắc mà họ trung thành tuân thủ, do sự không đồng nhất trong quan điểm và tôn giáo. Hơn một nửa thế kỷ sau năm 1964, một số quốc gia sẽ sử dụng vũ khí khủng bố quy mô lớn và các loài cũng sẽ tuyệt chủng từ thời điểm này. Điều khiến ta suy nghĩ là nửa thế kỷ mà anh ta đề cập chính là thời điểm chúng ta đang sống. Sau khi cuộc thẩm vấn đầu tiên kết thúc, người ngoài hành tinh bị quân đội Mỹ buộc tội, nhà thẩm vấn mới tiếp tục trực tiếp hỏi, tại sao bạn biết nói tiếng Anh? Đối diện với sự im lặng kéo dài, Sen nói nếu bạn không muốn trả lời, họ sẽ sử dụng các biện pháp tái thẩm vấn một lần nữa. Rõ ràng đe dọa đã có hiệu quả. Người ngoài hành tinh nói, học ngôn ngữ của loài người là điều không thể thiếu. Họ cần hiểu về chúng ta. Với một loài có trí tuệ siêu việt như vậy, việc học ngôn ngữ của loài người nên là dễ dàng. Vậy cuộc chiến tranh phá hủy thế giới do ai khởi phát? Đối diện với sự thúc ép tiếp theo, người ngoài hành tinh nói là do Mỹ khởi phát. Sẽ xuất hiện một người trong tương lai, bắt đầu từ những bài phát biểu gây tranh cãi, dẫn đến phê phán xã hội. Người này cuối cùng quyết định đầu tiên khởi đầu chiến tranh. Toàn bộ loài người phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả nặng nề. Anh ấy là ai? Nói cho chúng tôi tên. Nhưng tiếc rằng
Người ngoài hành tinh cũng không biết ai là người đó. Mặc dù anh ta đã sinh ra, nhưng tên của anh ta đã bị xóa sổ từ hồ sơ lịch sử. Về việc ai đã xóa tên, video không giải thích. Dựa vào thông tin này, có thể suy luận rằng người đàn ông Mỹ này phải từ 60 tuổi trở lên, đã thống trị Mỹ trong thời gian hiện tại. Anh ta đã khởi động chiến tranh hạt nhân, phá hủy thế giới. Người ngoài hành tinh cũng đã trả lời về ý nghĩa của cuộc sống. Đối với vũ trụ, cuộc sống không có ý nghĩa gì cả. Con người luôn cố ý tạo ra ý nghĩa, muốn sử dụng các lý thuyết sai lầm để chỉ đạo hành động, coi cuộc sống có ý nghĩa đặc biệt. Nói cách khác, thực ra, vũ trụ không quan tâm đến sự sống chết của con người. Người ngoài hành tinh trong video còn đề cập, con người không thể hiểu quan điểm của họ. Điều này dẫn đến hầu hết nội dung. Bạn sẽ không tin, vậy liệu video có thật không? Từ diện mạo của người ngoài hành tinh có thể thấy, hiệu ứng đặc biệt rất rõ ràng. Cảnh quay liên tục rung lắc cho thấy sự thờ ơ của đạo diễn. Liệu có thể không có thậm chí một chân máy ổn định à? Mặc dù khả năng video là giả mạo rất cao, độ tin cậy không cao, nhưng nội dung trong đó thực sự đáng suy ngẫm. Ví dụ như không nên tin vào mê tín, nhận thức về nguy hiểm của chiến tranh hạt nhân, yêu quý môi trường tự nhiên và nhiều điều khác nữa. Đúng là những vấn đề mà con người cần suy nghĩ kỹ lưỡng.